Cát Tường và Quỳnh Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Bàn Mối Hẹn Hò dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Hôm nay ông Mai bà mối vinh dự lắm nè, bởi vì ngày hôm nay sẽ có một cặp đôi đó là Minh Trực và Ánh Nguyệt, đôi mà bạn trai có xếp đám cưới là cho đây, ở trong đúng rồi ngồi đây nè, đám cưới là cho vô kho ở đó. Thì hai bạn này đã vừa mới đám cưới vào ngày 11, 12 tháng 6 vừa rồi. Và ngày hôm nay thì hai bạn đã đến phim trường để gặp ông Mai bà mối và cũng muốn cảm ơn chương trình. Xin mời hai bạn. Đẹp đôi quá trời. Chào hai anh chị MC cùng toàn thể chương trình. Thay mặt vợ chồng em, kính chúc chương trình luôn luôn phát triển và vững mạnh để cho nhiều cặp đôi đến được với nhau. Em xin cảm ơn chương trình. Bạn cô dâu nói gì đi. Dạ, cách đây 6 tháng trước thì em và anh Trực là một người xa lạ. Quay lại 6 tháng sau thì hai đứa em là vợ chồng của nhau. Cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện kết nối cho hai đứa em gặp nhau. Ở đây em cũng xin cảm ơn quý lãnh đạo, quý bà con, cô bác đã tạo điều kiện để cho hai đứa em gần nhau hơn. Dạ, xin cảm ơn. Vâng, và cũng thay mặt chương trình chúc hai bạn sẽ trăm năm hạnh phúc, cho ra đời những đứa bé thật là dễ thương cho gia đình của mình. Rồi, cảm ơn món quà của hai vợ chồng nha. Cho gửi lời thăm sếp cho mừng cái kho đó. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Cảm ơn em. Còn hạnh phúc nào hơn nữa thưa quý vị, đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến của những người thực hiện chương trình, khi mà mỗi ngày nhận được tin những cặp đôi họ đến được với nhau. Bây giờ đến với cặp đôi đầu tiên xem họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Xin mời Hạ Màng. Dẫn em đi mua quà, món những quà em thích. Dạ, cái này em chạy luôn nè. Em có tật xấu gì không em? Dạ là em khi ngủ em quay lung tung lắm. Sao giống anh quá vậy? Cặp này nói chuyện nhau mà chảy nước luôn. Mời bạn nam. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ, xin chào chú Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Chào con. Dạ. Con từ đâu tới, tên gì? Con quê còn ở Tiền Giang nhưng mà hiện đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Con tên là Hồ Thị Thùy Dương, năm nay 28 tuổi. Hiện tại em đang là giáo viên. Giáo viên dạy gì? Dạ, em đang là giáo viên dạy tiếng Nhật ạ. Rồi, bạn nam. Em xin tự giới thiệu là em tên là Trương Vũ Đạt. Em đến từ quê hương Đồng Khởi. Công việc của em là làm nhân viên ngân hàng ạ. Em 30 tuổi ạ. Dạ. Làm ngân hàng lâu chưa? Dạ, em làm ngân hàng được 4 năm ạ. Trong ngân hàng rất là nhiều cô gái xinh đẹp. Không lẽ mình không tìm được? Dạ, do em nhát với lại chi nhánh của em là đa số là những chị đã lớn tuổi và có gia đình rồi. Nhát cỡ nào? Rung trước phụ nữ đẹp. Phụ nữ xấu. Hồi gặp em có rung không anh? Chưa biết rồi. Hồi gặp mới biết đúng không? Dạ đúng rồi chứ anh. Giọng bạn này tôi nghe quen quen nha. Dạ đúng rồi chị. Phải không? Dạ. Quen thì quen nhưng mà lên đây vẫn chặt chém nè thưa quý vị. Bạn đó là fan ruột của tôi đó. Bây giờ em tấn công luôn, em hỏi đi. Bạn nói bạn nhát lắm, nhát gái dữ lắm, chị biết mà. Anh ơi. Anh nghe em. Dạ, anh có được mấy mối tình rồi anh? Mối tình đầu tiên là lúc anh học phổ thông. Dạ. Mối tình thứ hai là chỉ thoáng qua thôi, qua quen nhau qua Facebook thôi. Dạ. Hai mối tình rồi em. Hết rồi hả? Dạ. Bạn gái, bạn giới thiệu dạ. Mình chút xíu đi, cho bên bển nghe chứ. Vậy tính cách của em á thì em vui vẻ, nhiệt tình, em hay cười. Em yếu của em á là dễ khóc. Hay nhõng nhẽo nữa. Đạt có sợ con gái nhõng nhẽo không? Em ví dụ như người ta khóc thì bạn làm sao để bạn dỗ? Thì em năn nỉ bạn gái và nói là bạn ấy nín khóc đi, anh sẽ dẫn em đi mua quà, những món quà mà em thích. Đường nè chị. Thích không? Thích chị. Thích ha. Dạ, cái này em chạy luôn nè. Không, riêng bạn này á rất là ga lăng, chị Tường biết mà. Dạ. Chị tặng hoa chị Tường hoài hả? Muốn chi là bạn gái đúng không? Dạ. Bây giờ muốn tới hôn nhân chưa? Dạ, giờ nhà em cũng hối nên là em cũng lấy chồng. Chị nào lấy được? Dạ, nếu được thì em tiến tới luôn, trong năm trở lại đây thì em lấy chồng luôn cho rồi. Hỏi ảnh chừng nào tính tới hôn nhân được? Anh ơi, chừng anh có dự định lập gia đình cho anh? Anh có dự định là năm sau em, anh cũng lớn tuổi rồi em. Dạ. Cặp này nói chuyện nhau mà chảy nước luôn. Giọng bên kia cũng làm, giọng bên này cũng nhảo nữa. Trời. Em có tật xấu gì không em? Dạ là em khi ngủ em quay lung tung lắm. Sao giống anh quá vậy? Giờ lấy vợ gì ở đâu nói đi cho bà ông tôi tính. Em dự định là ở quê hay là ở Sài Gòn sinh sống à? Chắc là em sẽ dựng nghiệp ở trên này anh ạ. Thì cũng giống như ý anh á. Ví dụ như anh với em đến được với nhau á
thì anh cũng dự định sẵn rồi, thì anh cũng có một chút vốn là để mua chung cư để hai chúng mình sống á. Vô vô tình em chị được không? Được chưa? Được rồi đó chị, cái đó là em chịu rồi. Chịu phải không? Dạ. Ngoại ngoại hình, ngoại hình cao chị, thôi diễn tả cho bạn này vừa vừa, không có cao vừa vừa, vừa vừa không mập không ốm, 1m67 trở lên là được chị. Cỡ 65 mà. 65 rồi em ơi. Cậu hát với tụi đoán hay quá. Vậy là chị nói thiệt, em nghe là chị biết em rồi, chị diễn tả. Nhưng mà chị cũng xin lỗi em, mặc dù em là fan của chị, nhân dịp ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, thật sự hôm nay mới lần đầu tiên chị quan tâm đến fan của mình. Dạ. À, mẫu người con gái sao? Ngoại hình là nói chung là tại em cũng đâu có cao đâu, nên bạn gái em khoảng 1m55 thì rất là được chị. Nhưng mà tôi dặn hiền, dễ thương, ít ghen. Nhưng mà rồi mai mốt có vợ rồi, có còn hâm mộ tôi nữa không? Dạ có chứ, em với vợ em cùng hâm mộ chị. Nhớ nha. Dạ. Hỏi em bé này coi, em có hâm mộ chị không? Dạ có. Mai mốt mà bạn Đạt mà đi tặng quà cho chị là không được cấm nha, không được cản nha. Dạ. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ em đi với hai đứa em gái. Hai em gái nhận xét chị bên kia thế nào? Anh cũng chưa qua để chúc anh qua sao? Theo em thấy á thì trông chị mi nhon, dễ thương, nói chuyện cũng rất là có duyên. Nói chung là em rất là ưng hai anh chị, nếu mà đến được với nhau thì em rất là mừng ạ. Cảm ơn em. Bạn gái mình có đi với ai không? Dạ em đi với hai đứa bạn thân. Dạ em là bạn chơi với Dương từ lúc nhỏ, cho nên là tính cách của Dương thì em hiểu rất rõ. Dương rất là dễ thương và rất là hiền, cũng như là một người phụ nữ nghiêng về gia đình. Em nhìn thấy anh đó làm sao? Anh rất là hiền, dễ thương, cộng với là hâm mộ chị Cát Tường quá, nên là không biết sau này có hâm mộ vợ hơn chị Cát Tường không nữa. Cái này phải ngâm cứu lại. Đó, nói sao đi cho bạn thân hiểu đi. Tại vì bây giờ thì anh độc thân nên có vợ thì sẽ quan tâm vợ nhiều hơn. Vậy thì yên tâm, quan trọng là anh hứa với Dương và những lời anh hứa thì anh có thể làm được. Rồi, cảm ơn bạn. Để anh qua anh xem coi bạn ấy như thế nào. Dạ, chào chú. Chào con. Dạ. Chào chú chi mà nãy giờ chú buồn siêu chú. Không ngồi. Có đâu. Chú không có gì buồn gì đâu. Chú người chú còn bác mà. Dạ đúng rồi. Ừ, chú già rồi, năm 51 rồi cũng đúng rồi đó. Chú còn chủ cha con. Con có ghen không? Dạ không, con ít ghen. Nếu mà cái anh ấy anh đi theo của Cát Tường hoài ghen không? Dạ không. Rồi con không thích gì người đàn ông? Dạ con không thích hút thuốc thì rượu chè. Còn cái tính còn lại là đừng có gia trưởng quá, phải. Không, anh này không gia trưởng đâu, dân miền Tây ít gia trưởng lắm. Dạ. Rồi vậy được rồi ha. Dạ. Hai người gặp gỡ nhau nha. Dạ. Rồi kéo màn lên. Mình có 2 phút gặp mặt nha. Nói thôi chứ phải anh tôi với tôi có biết gì đâu rồi nha. Tự hỏi á. Rồi. Đi bạn. Dạ, em chào anh. Anh gửi em hoa. Cảm ơn mặt. Chúc em lúc nào cũng xinh tươi như hoa. Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Em thấy anh sao? Em thấy anh cũng vui vẻ, cũng hay cười giống em. Anh hay cười lắm. Anh cũng hay chọc người cười khi mà em bạn bè của anh nó buồn á, anh chọc nó cười nó hết buồn à. Dạ hả? Anh thấy em sao? Em đẹp xinh dễ thương. Dạ. Với lại cái nghề của em là đúng với cái sở thích của anh á. Dạ. Là anh thích tìm bạn gái là làm nghề giáo viên. Dạ. Bây giờ mình thỏa thuận nhau gì tiền bạc con cái gì đó, sự phát triển tương lai gì đó. Anh dự định là anh sẽ sinh được bao nhiêu đứa con anh? Anh nghĩ là hai đứa là đủ, dù gái hay trai chỉ hai là một là đủ. Hai là đủ, mình rung quá nó nha. Dạ. Anh có biết hát biết hò gì không? Anh hát nhưng mà hát dở lắm, mà em với quý vị khán giả đừng cứ cười. Dạ, hát cho em nghe thử. Anh sẽ gửi tặng em bài hát Bằng Lòng Đi Em. Dạ. Bằng lòng đi em, anh về quê mang lấy cao trầu, mẹ cha lên nói kết hoa bằng thuyền đưa dâu, áo cưới hình đôi bồ câu. Rung quá, không thuộc lời em. Mình nói cái câu gì thật là trữ tình lãng mạn để đối phương tin tưởng mình đi. Anh thấy anh và em là cũng có những cái điểm tương đồng với nhau, thì anh mong em bấm nút và chúng ta cùng tìm hiểu và cùng nắm tay nhau đi trên một con đường tình yêu. Dạ. Thì trong cái ca dao tục ngữ của Nhật có cái câu là nhất kỳ nhất hội. Tức là gặp được nhớ với nhau là một cái duyên để mà mình đến với nhau. Thì cái là em hôm nay là em gặp được anh thì cái là chắc là một cái duyên, nên là em cũng sẽ nắm cái bắt cái duyên đó. Em không. Rồi, vậy là hiểu rồi ha. Chúng ta đã trải qua thời gian tìm hiểu nhau. Bây giờ mình quyết định hẹn hò hay không hẹn hò.
suy nghĩ thật kỹ, quyết định xem trái tim của mình lúc này đã xao xuyến hay chưa. 3 2 1. Ổn rồi, hai người nắm tay nhau đi. Rồi, chúc hai con hạnh phúc nha. Dạ, nhớ hai con dắt đi coi phim đi. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đạt cũng như em trai của chị vậy. Còn nếu đây thật sự là một cái người vợ tương lai của em thì chị rất mừng cho em. Ở đây là quà tặng của hai bạn. Một suất chụp hình cưới trọn gói tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh trị giá 15 triệu đồng tại các hệ thống áo cưới Island nếu như hai bạn quyết định tiến tới hôn nhân. Rồi, đưa xem phim đi bạn.